1, 2, 1, chơi Ngọc. Xin chào tất cả mọi người. Mình đang ở trên nóc hầm Thủ Thiêm. Mình không biết đường vào đây đâu, mình đi theo chú mình. Chú một... Thật ra là nói chú cho vui vậy thôi. Chứ chú ấy cũng nhiều tuổi rồi, đáng là bác cơ. Thật ra mình tính gọi là bác cơ, nhưng mà nghĩ gọi chú cho nó trẻ. Mình chuyển ở đây 3 năm rồi. Trước đây thì mình đã sống ở Hà Nội, sống ở Đà Nẵng, sau đó là mình lại chuyển vào đây. Thật ra thì đối với mình, Sài Gòn là một nơi mà mình đã rất là thích từ lâu lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà mình đang còn học ở Hà Nội ấy, là mình nghĩ là mình học xong thì mình sẽ vào Sài Gòn. Nhưng mà sau đấy thì có một số lý do, gia đình, ví dụ như gia đình không cho mình vào xa quá, rồi này kia nữa, thì mình không vào được. Cho đến lúc mà mình đã ở Đà Nẵng xong, mình lại muốn di chuyển đi một nơi khác. Thì đấy là kiểu gia đình đã kiểu bất lực với cái sự di chuyển của mình rồi. Cho nên là mình lại vào đây. Thì thật sự thì cái sự trải nghiệm mà mình đã sống ở cả ba thành phố cũng gọi là lớn lớn của cả nước ấy, thì mình thấy mình khá hợp với Sài Gòn. Vì sao? Thứ nhất là mình cảm thấy ở Sài Gòn nó cho mình khá nhiều cơ hội. Với một cái đứa mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì ở Hà Nội ấy, mình không thể tìm được một công việc nào thì mình có thể làm việc ở đấy. Hồi ở Hà Nội mình chỉ đi làm việc linh tinh thôi à. Mặc dù mình không ngại khó, không ngại khổ, không ngại bất kỳ một cái gì, nhưng ở Hà Nội á, mình chỉ đi làm những công việc giống như kiểu là PG hay là gì đấy, thì là kiểu công việc thời vụ thôi. Ở Hà Nội không cho mình cơ hội. Sau đó vào Đà Nẵng. Đà Nẵng là một nơi cũng khá là tốt, người dân thì thân thiện, đồ ăn cũng rất là ngon. Nhưng mình cảm giác mình không hợp, vì ở đấy mình thấy mình kiểu bị ốm đau suốt ấy, bệnh tật ốm đau suốt, thế mình không hợp với Đà Nẵng. Thì thi thoảng ra nghỉ dưỡng thì ok. Nhưng vào Sài Gòn ấy, mình cảm thấy mọi thứ rất là tuyệt vời. Ở trong này người ta cho mình cơ hội, vào đây mình cho mình cơ hội, rất là nhiều cơ hội việc làm. Rồi là không khí, thời tiết rất là tốt, người dân cũng thân thiện, nhiều món ăn ngon. Ở Sài Gòn thì rất là tiện khi mà các bạn có thể book vé máy bay để đi chơi đâu đó, săn vé rẻ để đi chơi ở nước nào đó chẳng hạn. Thật ra cái lúc mà mình vào đây ấy, mình có lý do để mình vào đây. Bây giờ thì không còn. Tức là khoảng thời gian gần đây có những cái lúc á mà mình có suy nghĩ là trời ơi, không biết mình đang ở đây để làm gì. Mình không biết là mình ở đây để làm gì. Mình ở đây một mình như thế để làm gì. Sài Gòn thì cũng náo nhiệt, nhưng kiểu cũng rất là cô đơn ấy. Nó như là một cái nơi mà mình lại có rất nhiều hứa hẹn. Mặc dù khi vào đây thì mình chẳng có bạn bè gì đâu, mình chỉ có một con em cùng quê. Nhưng giờ bé đó lại chuyển ra Hà Nội rồi. Và khi đó thì mình có một cái mối quan hệ, một cái gọi là relationship, thì bây giờ cũng không còn nữa. Thì cái khoảng thời gian gần đây mình đã có suy nghĩ trong đầu là không hiểu, thật sự mình đã không hiểu mình ở đây để làm gì. Mình đi học, đi làm, mình đi lang thang, mình đi ăn uống, mình đi chơi, mình đi du lịch. Tất cả mọi thứ mình làm một mình ấy, cảm giác nó có một cái gì đấy nó lẻ loi lắm ấy. Kiểu như là khi mình vừa vào đây, mình đều có một người làm chuyện đó với mình, trải nghiệm cùng mình. Nhưng sau bây giờ á, tất cả mọi thứ nó không còn nữa ấy. Thế là mình cứ luẩn quẩn một mình ấy. Thì mình đã có cái cảm giác là tại sao lại như thế. Mặc dù mình đang rất là thích ở đây, nhưng mà mình đã có những cái suy nghĩ trong đầu là mình đang học này thì khi học xong mình có nên ở lại đây nữa không. Mình đã nghĩ như thế. Nhưng mà tất cả thì mọi chuyện thì cũng sẽ qua thôi. Mình nghĩ là như vậy. Ai cũng sẽ... Thì... Ai cũng sẽ lớn, cái gì sẽ qua. Tất nhiên cháu biết điều đó. Nhưng mà cái cảm giác, chú biết cái cảm giác mà mình đang rất là kiểu đang rất là vui vẻ. Sau đó là mình mọi thứ mình có một người bạn đồng hành xử lý mọi thứ cùng mình. Sau đó mình một mình, nó cảm giác nó như nào, nó rất là hụt hẫng. Mà trong khi ở đây, ở trên cái đất Sài Gòn này, cháu không có một ai gọi là quen biết, gọi là kiểu thân thiết cả.
học trò đó. Má chứ là quay phim đang ngồi đây là ai. Trời ơi, đừng có nói, đừng có nói đến cái ông quay phim, vì ông quay phim. Nhưng mà vấn đề là bị đá còn hơn bị không sợ. Nhưng vấn đề là không phải bị đá, cháu không phải bị đá nha. Cháu tính chính lại là cháu không phải bị đá. Nhưng mà vấn đề là một người chú ấy kêu là thế thằng cameraman ở đây làm cái gì. Nhưng các bạn có biết không, là khi mà mình vào Sài Gòn 3 năm rồi, mình gặp chú đúng một lần ở Sài Gòn và đây là lần thứ hai khi quay clip này. Trong khi 2 năm trước đấy chú đã unfriend mình ở trên Facebook chỉ vì ông ấy có người yêu, ông ấy có bồ, ông ấy unfriend mình. Ông unfriend con cháu này vì sợ bồ ông ghen. Đây là một mối quan hệ gì có? Đây mà gọi là kiểu cái gì? Chú à? Chú mà như thế á? Mình thấy rất là ngớ ngẩn và ấu trĩ ấy. Kiểu như thế. Cái việc unfriend vì kiểu sợ ngộ bồ, kiểu sợ bồ ghen ấy, nó rất là ấu trĩ ấy. Vì nhá, nếu mà đã có gì ấy, thì có lâu mẹ rồi, không phải ở đây. Còn kiểu không phải là cái vấn đề kiểu cái gì đấy, nếu mà sợ ghen, hoặc là nếu mà có một cái mối quan hệ khác thì nó có lâu mẽ rồi, không phải đến bây giờ, không phải đợi đến khi ông ấy có bồ, hiểu không? Nhưng mà nhìn đi, ông ấy là một người kiểu già rồi. Đức thứ nhất là luôn. Nhìn còn không phải gu của mình nữa, cho nên cháu bây giờ có chuyện gì hết. Những cái việc làm rất là ấu trĩ luôn ấy. Xong tự nhiên đùng một hôm add friend lại. Ôi giời ơi, đấy là mình là một người rộng lượng đấy. Thật, mình là một người rộng lượng đấy. Sao mới có buổi gặp hôm nay, còn không á thì thôi quên mẹ đi. Ở một ông ngớ ngẩn này, mẹ có bồ xong rồi đến khi mẹ unfriend luôn mình mới sợ. Không phải hiểu nổi luôn, thật sự mình không hiểu nổi luôn ý. Tự nhiên nhắc thế là lại cáu, lại bắt đầu là kiểu giọng rất là to tiếng đúng không? Nhưng mà mình đang còn rất là, mình đang kể với các bạn về trải nghiệm ở Sài Gòn của mình. Với một cái thái độ rất là trùng, trùng xuống, kiểu sâu lắng ý. Nhưng mà tại ông đấy, ông ấy làm cho mình kiểu tăng sông lên ý. Đấy, mình thấy Sài Gòn là một nơi rất là phù hợp cho những người như mình. Tức là ở đây á, mình như thế nào mình có thể sống được. Mặc dù hơi buồn một chút mà thật ra ấy, mình đã ở cả ba nơi rồi thì mình thấy là cái việc ở đâu ấy, thật ra ở thành phố nào không quan trọng. Quan trọng là ở nơi đó, ở thành phố đó có ai không thôi. Mà mình ở đâu mình cũng một mình à. Cái hồi ở Đà Nẵng ấy mình cũng một mình à. Suốt ngày cà phê, xong ở nhà làm việc, xong rồi lại đi cà phê, xong đi chơi. Chỉ có khi nào mà bạn bè ở nơi nào đó đi du lịch thì mình mới có kiểu đi chơi cà phê cà pháo, hẹn các bạn ý, hoặc dẫn các bạn đi chơi, còn không một mình thì chơi một mình thôi. Thì đến bây giờ thì cái việc bây giờ một mình nó khác ấy. Mình cảm giác có một cái thói quen rồi ấy. Xong cái thói quen nó không còn nữa thì nó sẽ rất là khác so với cái mà trước đây mình đã từng như thế một khoảng thời gian rất là dài rồi. Cái tâm thế nó rất khác. Tại sao mình không có nhiều bạn? Khi mình vào đây mình không mở rộng thêm mối quan hệ nào ngoài đồng nghiệp ở công ty và một nhóm bạn quê. Ngoài ra mình không mở rộng thêm bất kỳ mối quan hệ nào. Mà đồng nghiệp ấy, đối với mình đồng nghiệp là một cái gì đó nó khó để thân thiết quá nhiều như bạn bè. Bạn bè mình chơi ở ngoài ấy, không phải dính líu đến công việc thì nó sẽ dễ hơn. Ngày qua ngày mình đi làm, đi học, làm ra, chụp hình, ăn cơm cháy, nói chuyện linh tinh, chém gió. Thấy mình là một người thích nghi khá tốt. Nhưng không phải thích nghi tốt là khi nào cũng thấy nó ổn. Có những lúc mình vẫn bất ổn mà. Ai cũng có lúc bất ổn đúng không? Dạo gần đây thì mình có quen một bạn khách. Bạn ấy đặt dây đồng hồ của mình rất là nhiều rồi. Xong rồi cả mua cơm cháy của mình nữa. Bạn ấy cũng một mình ở đây. Xong thi thoảng thì đi cà phê, xong nói chuyện. Cái cảm giác ấy có thể chia sẻ được mọi chuyện cho kiểu nói chuyện với một người kiểu gần như là người lạ ấy. Gần như là một người lạ luôn. Nói kiểu chia sẻ rồi là kể những cái thứ mà mình trải qua ở đây một cách
thoải mái, nhiều khi nói chuyện với người lạ cũng thật sự thoải mái hơn nói chuyện với người quen. Nó có cái gì đấy rất là dễ dàng để nói ra ấy. Tất nhiên này, người ta phải là một người kiểu có những cái cảm xúc, mình biết có những cái cảm xúc mày trải qua giống mình thôi thì mình cũng có thể nói được. Ở Sài Gòn cũng vui, ở Sài Gòn nắng nhiệt, ở Sài Gòn có tất cả mọi thứ, nhưng ở Sài Gòn chẳng có gì cả. Đôi lúc mình thấy rất là thoải mái, hạnh phúc, nhưng ở Sài Gòn có những lúc mình cũng cảm thấy thật sự cô đơn. Chắc là ai cũng sẽ có những cái cảm giác như vậy. Gì vậy má? Ở một cái nơi có tất cả mọi thứ như này cũng đáng để trải nghiệm mà. Thật ra hôm nay mình làm nhảm hơi nhiều. Kiểu như đang còn không biết là sẽ phải nói về những cái gì ấy. Không phải, thật ra là mình cũng khá nhiều thứ để mà nói ấy. Nhưng mà tự nhiên cứ nói về những kiểu những cái nỗi buồn, những sự cô đơn ấy là mình lại kiểu nhưng mà mình tin là ở cái thành phố này, ở cái Sài Gòn hoa lệ này thì cũng rất nhiều người như mình thôi. Ví dụ như là bạn khách của mình chẳng hạn, chúng mình cũng đã có những cái lúc mà muốn đi ăn, muốn rủ bạn bè đi ăn, muốn đi ăn với một ai đấy mà nhìn cả một cái list friend hay là một cái danh bạ cũng không biết gọi cho ai, không biết nhấc máy gọi cho ai hay inbox cho ai để rủ dê đi ăn cả, đi ăn với mình cả. Bạn ấy cũng như thế, mình cũng như thế, và mình tin chắc là cũng rất nhiều người như thế. Mọi thứ nó thành thói quen thì nó lại thành bình thường. Chính ra là mình không cô đơn đúng không? Ở thành phố này đúng không? Thôi, hết rồi. Sài Gòn vui vẻ, hạnh phúc. Ở Sài Gòn cũng rất là cô đơn. Bye bye. Bye bye chưa? Bye bye rồi hả? Ừ, bye bye.